Ui giời ơi, thật to đi. Tí khoanh chỗ này sau, tí được anh ơi. Rắn thật á? Chuột nhiều lắm nhưng mà sợ rắn đấy. Rắn ráo dài lắm. Rắn rắn chỗ này này. Là công đập đứng nó lên tay thằng chó rồi vô quá lực. Đổi trong này đấy, ôi đây chuột chuột, đây chân chỗ đấy, đây chỗ này này, vừa chạy chân. Rắn nó trườn nhanh lắm. Nó vừa ở đây này. Nó chưa ăn bì này, đâu nó đến đây rồi, nó lên đây rồi. Nó lên đây rồi. Ui giời ơi, thấy cho chân rồi. Ui giời ơi, nó nhanh. Con này đẹp. Con này bắt về nuôi thả chung gạo. Con này mang về nuôi đẹp này. Đấy, đập một phát này, cẩn thận nó chạy ra đấy. Vụt chết. Vụt chết để con bắt tiếp. Cho chết hẳn đi. Tấn giáo đâu nhỉ? Rắn. Ui giời, chân đất vào đấy ghê đúng không? Toàn mảnh chanh. Nỗ rắn đấy. Rắn nó khi chui trong đấy đấy. Em gãy ra cái này rồi chạy đâu mất. Nó bằng ngón chân cái. Quay một ít sang bên kia giờ nó chạy sang chỗ kia nhiều vết kìa. Chuột cũng nhiều, chuột trong này cũng nhiều. Đuổi hết bên này cái rồi tính bên đây. Nhảnh lắm. Em bập một cái chắc nó trúng rồi nhưng mà không biết nó trườn đâu mất. Hôm nay nó gốc cây rồi. Gần ráo rồi, trước mắt rồi, đi 10 mét rồi. Bóng bóng chưa đi đâu. Chứ vẫn có lỗ. Yeah.
Đi trông mảnh tinh kìa, anh đi cẩn thận với sỏi chai. Rồi trong này có mấy con to, hai con chạy sang đây to lắm ấy. Đào đây nắm gạch lắm. Trong này có con to chạy đây mà còn chưa bắt được. Trong này chỗ này mới nhiều rồi, chỗ này ui chuột to đấy, chuột đây to nhỉ. Mày phải quay này bọn nó tò mò áp lên để xem nhiều rồi. Dạ toàn xiên luôn à? Xiên luôn. Đúng đầu thỏ xiên luôn. Ô nãy là đào đằng kia mày hai con mà lên đi. Xẻo kẹp phát cả đôi. Ngược vào nó ngon trên thôi, quốc mẹ ra. Đào thôi. Quốc. Không ơi mày phản nó tao phát này nha. Nó ngược lên nó đổ không có đâu. Quốc kêu đặt cho nó nhận. Nó cho nó chết thì em đi hết. Ui kìa. Ở đâu? Đây. Đừng vụt. Lấy thưởng. Rắn chắc trườn rồi. Nó không bên nó đâu ạ. Đánh đây rồi, đang đội đây, đất đây rồi.
quả không? Đi đâu? Chưa. Mở đi về sợ từ 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 không mất. Chưa thấy gì đâu, cầm cào mệt chứ. Rõ lúc ở cái xô ai cầm đi. Nó chuột. Rồi mà rớt ra con cặp long kìa. Nhưng mình là đang đổ đất lên đấy. Ui, 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 to đấy, đi đâu con này to đấy. Ui, 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 kìa con nữa kìa. Nằm tất chồng ở đâu. Con. Cặp đông người chạy yếu này. Con đi kia. Cái hành như vậy cho nó tiếp ca. Cái này hết à? Đó là này là hết rồi. Được rồi. Đó nhìn thấy như con đuổi theo chuột. Trên cái nào chỗ này hết à? Hết rồi. Giống như nhanh lắm.